Chào mừng các bạn đã đến với Hư Thần Giới Audio, hãy cùng nhau khám phá tập tiếp theo của bộ truyện Thế Giới Hoàn Mỹ. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra tiếp video nhé. Màn sáng màu vàng bị phá vỡ, Thạch Hạo đưa tay vào giò xét, gần như sắp chạm đến khối phủ cốt côn bằng kia, điều này khiến cho những người khác biến sắc. Không tốt, nhanh ngăn nó lại. Những người này kêu gọi, đối phương là muốn lợi dụng lực lượng của tất cả mọi người để phá vỡ màn sáng cường đại kia, sau đó cướp lấy bảo cốt trí tôn. Đó là dự dụng của thân thể thành linh, không chỉ có hô hấp, lúc ngộ đạo tu hành tốc độ cũng tăng lên gấp đôi, dù là lúc địch nhân tấn công cũng có thể chuyển hóa linh lực của đối phương cho mình sử dụng. Duệt Mạc Thương là người đầu tiên đuổi tới, đại kích trong tay mạnh mẽ vung lên chém mạnh vào cánh tay của thạch hạo, thế công mạnh mẽ, toàn thân hắn đều phát ra phủ văn màu vàng kèm một tiếng, Thạch Hạo xuất ra đoạn kiếm ngăn cản, thế nhưng bản thân nó cũng chịu chấn động, hơi chút chịu ảnh hưởng, thế nhưng nó thật sự rất mạnh, quanh thân nó xuất hiện vòng xoáy màu vàng, nó tiếp tục nguyện lực muốn cưỡng ép chấn vỡ màn sáng, mau ngăn nó lại, mấy vị tôn giả liền biến sắc, tên nhóc đó đã sơ được đến bảo cốt rồi, sắp đắc thủ. Một đoàn phù văn sáng lên, một dòng nước như kim loại hóa thành xuất hiện trong hư không, ánh sáng dạng dỡ phát ra, sắc thái lạnh như băng, nó liền tấn công về phía Thạch Hạo muốn biến mục tiêu thành cho bụi. mấy đại tôn giả đồng thời xuất thủ, trời đất thay đổi, bão táp cuồn cuộn, tiếng gió rít vang lên, đây thực sự là tuyệt sát, đổi lại là tu sĩ bình thường sẽ trực tiếp bạo toái. Thạch Hạo gào thét, nó vận dụng tất cả lực lượng đối kháng, từ trong mấy tòa động thiên bay ra một con côn bằng trong rất sống động, nó sập ngang hư không, con mắt lãnh liệt, khí tức trí tôn tràn ngập. Chuyện này dọa cho một đám người sợ hãi kêu to, hiện tại bọn hắn đang tranh đoạt phủ cốt côn bằng, bóng dưng lại bay ra một con bằng điều sao không khiến người khác khẩn trương. Lợi dụng đúng lúc những người này đang kinh ngạc, Thạch Hạo tiến hành đánh cược lần cuối cùng, nó bắt lấy khối cốt đó, sau đó nó nhảy lên muôn phóng lên trời. Ông! Um. Thiếu niên Hàn Thiên ra tay, hắn dẫn đầu đội ngũ mấy vạn người của tộc Hỏa Viên Ngư, từ phía xa xuất ra vô tận hỏa phủ trực tiếp đánh nhóc tỳ rơi xuống biển lửa quyết không để cho nó mang đi. Mấy vị tôn giả kịp phản ứng, bọn hắn không tiếp tục lưu thủ mà vận dụng tất cả lực lượng, lấy ra pháp khí chuyển từ thời thượng cổ ra tấn công. Thạch hạo đã gặp nguy hiểm cực lớn, nó ở giữa sân bị tất cả đám người vây công, khóe miệng tràn huyết, lực lượng của những người này quá khổng lồ. Trên không khu vực này phù văn tràn ngập khắp nơi, đều được xuất ra từ những sinh linh thuần huyết, những nhân vật thiên kiêu như mạc thiên hàn thiên, thật sự là kinh thiên động địa. Hơn nữa có pháp khí thượng cổ trấn áp, âm thanh ầm ầm truyền khắp tế đàn thạch hạo bị đánh ngã xuống mặt đất nó đã bị trọng thương dù sao nó cũng chỉ có một mình mà thôi mạc thương và hàn thiên đều có thể đánh một trận với nó hiện tại những cường giả có đẳng cấp đồng loạt tiến lên hơn nữa còn có tôn giả ra tay ai có thể ngăn trở dù là thiếu niên trí tôn cũng không thể người thật sự rất nhiều tất cả đều rất mạnh mẽ bất kỳ một ai xuất hiện đều có thể khiến quần hùng biến sắc có thể quét ngang một phương có thể nói, một đám người như vậy tập hợp lại cùng nhau có thể quét ngang cả thiên hạ, dựa vào sức một người rất khó chống lại. Thạch Hạo cũng điên cuồng tà xung hữu đột, đoạn kiếm bộc phát ra từng luồng ô quang, toàn thân nó tràn ngập phủ văn thiêu đốt, mười tòa động thiên liên kết với nhau nghiền áp xung quanh. Phụt. Một vị lão tổ bị nó cầm đoạn kiếm chém xuống, từ mi tâm xuống giữa hai chân, cả người bị chảy thành hai mảnh, Thạch Hạo từ đó xông qua, máu nhuộm khắp người nó giống như ma thần đang đại khai sát giới tuy bản thân cũng đã thụ thương nhưng vẫn uy mãnh vô cùng như chiến thần đánh đâu tháng đó không gì cả nổi kèng Bình khí của nó cùng mạc thương giao nhau tay kia xuất ra hai người va chạm một trường âm một tiếng phù văn mênh mông như đại dương bùng nổ một đám người xung quanh bị chấn bay khắp nơi miệng thổ huyết đây là sự mạnh mẽ của thiếu niên thiên kiêu rất nhiều người đều không chịu nổi dư ba trận chiến này ngoài những tôn giả ra dù là tông lão đại phái tại hóa linh cảnh cũng không phải đối thủ của nó. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, mạc thường quát. Vượt quá dự liệu của hắn, thạch hạo chỉ tập trung cường công hắn, đoạn kiếm trong tay không ngừng đánh xuống, âm thanh binh tai nhức óc vang lên chấn động tinh thần. Quá mạnh mẽ, phù văn như trăm hoa đua nở, cả hai giao phong kịch liệt, trong chớp mắt đã đánh hơn trăm chiêu, khiến những người xem rung động sâu sắc tất cả diễn ra quá nhanh và quá mạnh mẽ, thường nhân sao có thể ngăn trở, bên cạnh từng có người xông ra tập kích, kết quả là bị thạch hạo cho một kiếm đã bạo toái, máu văng tung toái, xương cốt vỡ nát. À, mặc thường kêu to, mạnh mẽ như hắn cũng cảm giác hai tay run lên, can bàn tay bị đánh rách, máu chảy như suối. Đối phương khí lực lớn hơn hắn nhiều, đã thế còn chỉ cần một thanh đoạn kiếm, nếu đổi thành một cái đại kích có lẽ sẽ càng thêm hung hãn. Đây mới thực là khí thế vô địch, thạch hạo còn nhỏ tuổi hơn so với hắn khí lực đã lớn như vậy, khi kết hợp với phủ văn thì tựa như có sức nhổ núi bạt sông. Thạch hạo phát uy, nó chỉ chăm chú tấn công mạc thương. Mấy vị tôn giả xuất ra một tổ hợp trận văn, đây là quyển trục phủ văn, vừa mở ra đã tạo chấn động kinh thiên, mọi người giật mình, loại vật này cũng chỉ có tôn giả mới có thể xuất ra đấy người bình thường khó có thể nhìn thấy. Đây cũng không phải sát trận mà là phù văn đáng sợ tạo thành tổ hợp, quy năng có thể đạt đến cực hạn ở nơi này. Bị trận pháp tấn công, thân thể thạch hạo chấn động kịch liệt, ra sức tấn công đánh lui mạc thương khiến hắn ho ra máu, bản thân nó cũng tràn huyết nơi khóe miệng. Nhiều cường địch đồng thời xuất thủ như thế quả thật có chút khó chống đỡ, nó muốn trước hết giải quyết một đối thủ lợi hại để chấn nhiếp cũng rất khó khăn. Ở một tiếng, hỏa diễm ngập trời, tổ hợp phù văn vừa lui Hàn Thiên đã lập tức xuất thủ, thần chiếu đang rất đáng sợ, thiêu đốt tàn huyết thần linh, nếu không phải nơi đây áp chế cảnh giới, đám người nơi đây đều đã bị nó đốt tan thành cho bụi. Dù vậy cũng rất đáng sợ, Thạch Hạo không thể không tập trung tư tưởng đối phó, dùng 10 tòa động thiên đối kháng trực tiếp đánh tan ngọn lửa kia. Giết Mấy vị tôn giả lại xuất ra trận pháp phù văn, sau khi tổ hợp với nhau, phù văn chẳng trịt như khắc thành ký tự, chấn giết tất cả kẻ địch. Nếu là một vị tôn giả còn đỡ, đây là đội ngũ do mấy người liên thủ với nhau, một tiếng ầm vang, phù văn đàn sơn hóa thành một đoàn ánh sáng đánh lên người thạch hạo, đánh nó bay ra ngoài, máu phun ra miệng. Giải quyết nó đi. Một vị lão tổ hét lớn, một đám người càng thêm anh dũng xông tới, thạch hạo mạnh vượt quá dự liệu của bọn hắn, tại nơi này có lực uy hiếp lớn nhất, trước hết phải diệt trừ nó. Kèng. Lúc này thạch hạo lại sử dụng đoạn kiếm trực diện đánh tan một tổ hợp phủ văn, nhưng một tổ hợp phủ văn khác lại tiếp tục xuất hiện, đánh cho nó chật vật rút lui, khóe miệng tràn huyết. Thật nghi ta dễ bắt nạt sao, thạch hạo nổi nóng, lau máu nơi khóe miệng, thân thể nó phát sáng, mười tòa động thiên dung động toàn lực bồi bổ cho thân thể động thiên. Giết! Hoàn toàn bất chất tất cả, nó toàn lực thúc giục bảo thuật côn bằng sau lưng nó hiện lên một vùng đại dương mênh mông tất cả đều là do phủ văn tạo thành một con cá lớn xuất hiện dấy lên sóng biển ngập trời nó cũng không phải đơn thuần sử dụng pháp thuật của mình mà còn cầm trong tay một khối cốt côn bằng chân chính như thế khi vận chuyển bảo thuật quy lực sẽ tăng gấp đôi giống như côn bằng từ thời thái cổ tài xuất thạch hạo cực kỳ hung hãn nó trực tiếp ngộ pháp tại hiện trường một bên cùng những người này huyết chiến thúc giục khối cốt trong tay một bên cảm ngộ tinh túy bên trong cảm nhận áo nghĩa vô thượng không tốt, ngăn nó lại. Mọi người hét lớn, mặc dù tin tưởng nó không thể đạt được bảo thuật trong thời gian ngắn, nhưng bọn hắn cũng không dám mạo hiểm, loại bảo thuật này ai không muốn đoạt được, bọn hắn đều không muốn người khác biết được bí mật trong đó. Giết, mọi người điên cuồng công kích. Thạch hạo cũng gào thét, còn cá lớn màu đen kia cũng không biết to lớn bao nhiêu, nó quét ngang quần hùng, sóng biển màu đen do phủ văn hóa thành càng thêm minh mông. Ẩm. Ừ. Sóng lớn che trời, một đám tu sĩ bị trùng kích nổ tung lưu lại một vùng huyết vũ, còn có tàn cốt rơi trên mặt đất. Thạch hạo giật mình, khi cầm trong tay bảo cốt nứt vỡ này nó cảm ứng được lượng lớn phủ văn áo nghĩa tinh thâm, rất hào hùng. Dùng thiên phú của nó cũng cần mấy ngày mấy đêm mới có thể ghi nhớ hết được. Trên thực tế những phù văn thâm sâu như vậy cuối cùng đều chuyển hóa thành ký tự, đại đạo trở nên giản đơn, có thể khái quát tất cả. Đáng tiếc những nguyên thủy phủ văn này rất mơ hồ, phủ văn thâm sâu như biển, nếu không thể hấp thu thì căn bản không thể chạm đến ấn ký nguyên thủy. Đây cũng là nguyên nhân khiến những người này không quá lo lắng, không ai có thể tại trong thời gian ngắn có thể thông thấu nguyên thủy phủ cốt của côn bằng. Ừ. Thạch hạo cầm khối cốt côn bằng nơi tay, quy lực bảo thuật gia tăng rất nhiều, nó đánh bay một đám người, miệng phun máu, trong đó có cả mấy vị tôn giả. Đương nhiên nó cũng thụ trọng thương thậm chí bị người ta đánh một trường, thiếu chút nữa xuyên thủng lồng ngực. Dám tập kích ta, người đi chết đi, thạch hạo nổi giận, một tay cầm đoạn kiếm, một tay cầm phủ cốt, thân thể được bao phủ bởi bảo thuật côn bằng, nó xông về phía vị tôn giả kia. Đây là một trận chiến đấu thảm liệt, thạch hạo hứng chịu công kích khắp nơi, nó không ngừng tấn công vị tôn giả này, cuối cùng xuất ra một kiếm xuyên thủng mi tâm hắn, muốn tươi bắn lên cao. Cái gì, mọi người hít một hơi lạnh khí, đây chính là một vị tôn giả, chết tại nơi này thật không đáng chút nào. Đi chết đi, đoạn kiếm rung động, cái đầu nổ nát tại chỗ, tử thi ngã trên mặt đất, sau đó hóa thành mưa ánh sáng. Đây không phải chân thân mà là linh thân của một vị tôn giả, cặp nạn như thế bản thể của hắn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong lúc nhất thời nơi đây có chút an tĩnh, tất cả mọi người sợ hãi, đây chính là một vị tôn giả, linh thân cùng bản thể sức chiến đấu không kém bao nhiêu, cứ như vậy mà chết đi. Nếu chân thân tiến đến chẳng phải có nghĩa một vị trí tôn trên thái cổ thần Sơn vẫn lạc, là... giết. Thạch hạo giết đến đỏ con mắt, mọi người vây công khiến nó thụ trọng thương, nhưng nó vẫn cực kỳ dũng mãnh, tung hoành trong đám người, cùng những cường giả va chạm mãnh liệt. Mọi người bỗng cảm thấy sợ hãi, dù là mặc thương cũng đã bị thương, đoạn kiếm phát ra một luồng ánh sáng sát bên vai hắn thiếu chút nữa chém luôn một cánh tay nơi đó máu phun như suối bản thân thạch hạo cũng bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng nhưng vẫn mặc kệ sông sáo nó muốn lao ra ngoài khối cốt côn bằng trong tay nó phát sáng khiến cho bảo thuật của nó uy lực tăng lên nhiều trần giết nó mọi người hét lớn đây là một trận thảm chiến thạch hạo giết tiến giết ra mỗi lần đều sắp thoát khỏi vòng vây nhưng đều bị ngăn cản toàn thân nó đều là máu rất nhiều vết thương tất cả đều do phủ văn tạo thành còn có mạc thiên và hàn thiên cũng là uy hiếp không nhỏ đối với nó thạch hạo mặc kệ tất cả hoàn toàn tập trung vào trận chiến này đoạn kiếm trong tay càng phát ra ánh sáng trói mắt ô quang tăng vọt sát kiếp liền mở ra phụt nó chém thẳng về phía một vị vương hầu thân thể người đó trực tiếp phân đôi máu tươi phun ra giết trong âm thanh vang vọng pháp khí thượng cổ va chạm mãnh liệt hoa lửa văng khắp nơi, nó trực tiếp chém linh thân một vị tôn giả thành vài phần. Giờ khắc này những người khác đều nổi gai ốc, thiếu niên đó tuổi tác không lớn, nhưng lại lập nên uy danh hiển hách, tư thái vô địch hiền lộ không che giấu. Phụt một tiếng, kiếm gậy phát sáng đâm vào lồng ngực một vị vương hầu hải tộc, chấn động mãnh liệt khiến hắn chia năm xẻ bảy, chết ngay tại chỗ. Thạch hạo giết đỏ con mắt, thân hình đậm máu tiến lên, một đường đại khai sát giới, bảo thuật bùng phát, đoạn kiếm trói lọi chém ngang xẻ dọc, mang theo lượng lớn hoa máu. Nó như một vị ma thần, sau khi vận dụng các loại bảo thuật và cút văn, phía trước liền ngã xuống một đám lớn thi thể, máu tươi văng lên rất cao, rơi cá lên người. Nó sớm đã trở thành một huyết nhân. Đương nhiên bản thân Thạch Hạo đã bị trọng thương từ lâu, hơn nữa còn rất nặng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó có thể kiên trì nổi. Đột nhiên, Mạc Thiên nổi giận, hàng thiên tấn công, mấy đại tôn giả cũng cùng nhau phát động tổ hợp phù văn, muốn tiến hành lần tập sát cuối cùng, nó lập tức xa vào tình huống nguy khốn. Sinh linh thuần huyết từ thái cổ thần Sơn cũng làm khó dễ, bọn hắn cũng tiến lên công kích, những tông lão đại phái kia cũng cùng phát động tấn công, phù văn đan sơn đầy trời. Thạch hạo mệt mỏi ứng phó, lúc này nó bị đánh bay lên trời, thân ở giữa không trung, nhiều chỗ bị thương, nó khó có thể thủ hộ chu toàn. Hơn nữa, tại lúc này nó cảm thấy một luồng khí thế lăng lệ đánh đến từ không trung, ra đầu nó kéo căng, đầu cũng thấy đau đớn. Nó đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi thiết chảo đen nhánh đã đến trước mặt, cực kỳ sắc bén, hàn quang lạnh lẽo bức nhân. Hãy à! Thạch hạo quát khẽ một tiếng, há mồm phun ra một đoàn thần quang đánh lên trên móng vuốt, tiếng kim loại va chạm vang lên, hoa lửa vang khắp nơi, cuối cùng cũng ngăn được một chảo đó. Đây là một con chim khổng lồ, toàn thân đèn nhánh, đôi mắt giống như một vầng trăng máu, to mấy trăm trượng, nó bay lượn trên bầu trời, phù văn lưu truyền, khí tức cực kỳ cường địa. Thôn thiên tước Thạch hạo cắn răng, nó cực kỳ kinh hãi động thời cũng tràn ngập lửa giận, con hung cầm tàn bạo đáng sợ này đã từng đồ sát 10 vạn dặm. Nó cũng từng tấn công bổ thiên các, chuyện tịnh thổ bị diệt cùng nó có liên quan rất lớn. Diệt Nó giống to một tiếng, bất chấp xung quanh, nó khống chế bảo cụ vọt lên tấn công con hung cầm kia muốn cùng nó quyết chiến. Nếu trong trường hợp bình thường nó tuyệt đối không phải đối thủ của tên chết tiệt này, nhưng tại địa phương đặc thù nơi đây thì không cần sợ hãi. Theo sự biến hóa thân thể của thôn thiên tước thì có thể nhận ra nó không thể so sánh với trạng thái đỉnh phong lúc trước. Lúc trừ con ma cầm này giang ra hai cánh cũng không biết lớn mấy vạn dặm, phủ kín cả bầu trời, phù văn trồng chất chút xuống như đại dương mênh mông, hùng mãnh không thể đỡ hiện tại đối phương chỉ hóa ra thân thể mấy trăm trượng mà thôi nó hoàn toàn có thể tiến lên tranh phong cùng đối phương đánh một trận đối với thôn thiên tước đây là một thiếu niên thiên kiêu trong tay nó cầm truyền thừa bảo thuật côn bằng là mục tiêu của nó lần này đồng thời nó cũng nhận ra thanh đoạn kiếm này nó căm hận đến tận xương tủy vì thế nó muốn giết chết thiếu niên này trên thực tế nó tự cho mình là cao cao tại thượng vốn là sẽ không biết đến một tu sĩ cấp thấp như vậy cũng không biết trong lòng thạch hạo còn hận nó hơn Thạch Hạo khống chế bảo cụ sông lên trời, đuổi theo thôn thiên tước ở trên không, nó giơ kiếm lên chạm xuống. Đoạn kiếm hào quang đại thỉnh, cùng lông vũ màu đen va chạm, âm thanh keng keng chuyển đến, trực tiếp chém dụng mấy cái lông chim rớt xuống. Thôn thiên tước giận dữ, nó xoay người bổ xuống, há miệng phóng ra một đoàn hỏa diễm màu đen, cứ không bị thiêu đốt muốn sụp đổ. Cùng lúc đó những người khác cũng súng lại dày đặc, không để cho thạch hạo có cơ hội chạy thoát, mọi người cùng nhau xuất thủ tấn công. Thế nhưng Thạch Hạo chỉ chăm chăm nhằm vào thôn thiên tước, tha rằng bị thương cũng tấn công con ma cầm kia, máu tươi trên người nó thỉnh thoảng bắn ra, giao phong càng thêm kịch liệt. Phịch Rốt cục nó cũng rời lên trên người con ma cầm nãy, vết thương toàn thân càng thêm nghiêm trọng, nó cầm kiếm đâm xuống người con ma tước mấy trăm trượng này. Ở một tiếng, kiếm quang trói mắt trực tiếp xuyên qua hắc vũ chui vào trong thân thể đối phương, thôn thiên tước kêu lớn một tiếng, dương cánh trao liệng, rung động mãnh liệt nó muốn hất văng tên nhóc trên người. Ổ quang tăng vọt, thôn thiên tức nhanh chóng thu nhỏ lại, nó hất văng thạch hạo xuống, sau đó biến thành nhân hình rơi xuống đám người trên tế đàn. Sau lưng hắn máu tươi tuôn chảy, bị thương còn khiến nó phải hạ xuống, đối với ngày thường quen cao cao tại thượng như nó thì khó có thể tưởng tượng được. Thôn thiên tức nhìn thạch hạo không vừa mắt, biết được đối phương có thể có quan hệ cùng quỷ giả kia, nhưng thật không ngờ đối phương lại hận hắn như thế, không muốn sống mà sống tới. Tại lúc nó xuất hiện Thạch Hạo liền nổi giận bất chấp tất cả lao tới, giống như đã nổi điên. Đây là một trận chiến sinh tử, dù là người khác cũng nhìn ra hai người quyết sống chết, nếu ai chịu sự công kích của Thạch Hạo đều gặp không may, hiện giờ khó có cơ hội giúp người ta buông lỏng chút, vì thế thôn thiên tức kêu khổ không ngừng, dù đã biến thành nhân hình đứng giữa đám người cũng không được, Thạch Hạo nổi giận chỉ tập trung toàn lực muốn đánh chết nó. Lúc này máu tươi phun ra, bảo thuật tiêu hao, hai mắt đỏ lên, nó chỉ muốn chém đối phương ngay lập tức. Hồn thiên tước hóa thành một nam tử trung niên, thân mặc hắc y, trông vô cùng cao lớn, pháp khí trong tay liên tục phách trảng cùng nó đối chiến. Phụt. Rút cục, đoạn kiếm hạ xuống, trung niên nhân kêu to một tiếng, một cánh tay của hắn bị chém đứt, trong mắt hắn tràn ngập phận uất, còn có lửa giận. Lúc trước hắn thiếu chút nửa bị quỷ ra chém đôi, nếu không phải nhờ đối phương trạng thái không tốt hắn đã chết rồi. Chưa từng nghĩ đến chỉ cách vài năm khi gặp thanh đoạn kiếm này lại bị chém tiếp lần nữa mà kẻ xuất thủ lại là một thiếu niên hóa linh cảnh, điều này sao hắn có thể chịu nổi. Thôn thiên tức giận dữ cũng vô dụng, thạch hạo quấn chặt lấy hắn, liều mạng công kích, cuối cùng lại một kiếm quét tới chặt ngang đối phương, máu tươi phun đầy đất. Người không! Thôn thiên tức kêu to, cảm thấy mình quá suy xẻo, thân là trí cường giả hiệu lệnh đại hoang, quân lâm thiên hạ, linh thân lại chết tại nơi này nơi đây không chỉ có mình hắn là tôn giả, nhưng tên nhóc này chỉ nhằm đúng vào hắn mà không chịu tấn công kẻ khác, nó có tức giận dơ chân cũng vô dụng. Điều này chẳng phải có nghĩa nó cùng bảo thuật côn bằng vô duyên, không có khả năng nhận được sao, hắn cực kỳ không cam lòng, không ngừng gào thét. Đi chết đi, thạch hạo một cước tung ra đá bay một nửa thân thể bên dưới, một chân dẫm lên lồng người đối phương nhìn xuống. Thôn thiên tức ngẩn ngơ, sau đó lập tức nổi giận, bị người chặt đuôi người còn bị dẫm dưới chân như vậy. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, so với chém đầu còn nghiêm trọng hơn. Nó là ai? Hùng danh chuyển khắp đại hoang, là trí cường giả một phương hiệu lệnh thiên hạ. Nhắc đến nó ai là không thay đổi sắc mặt, nó là thôn thiên tức vô địch. Thế nhưng giờ phút này nó lại bị một thiếu niên dẫm nát dưới chân, đây là một loại vũ nhục, đối với những người ở đẳng cấp như nó là không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế từ khi nó xuất thế đến nay còn chưa tao ngộ chuyện tình như vậy, lúc còn nhỏ nó chưa từng gặp một thiếu niên trí tôn, nó một đường càn quét tiến lên. Bây giờ nó ở nơi này thể nghiệm loại cảm giác thất bại và dỉ nhục. Người, nó gào thét phun ra một ngụ máu. Thạch hạo không có thời gian lãng phí, những người ở xung quanh vẫn còn xuất thủ, lúc này nó một kiếm chém xuống, phụt một tiếng đêm đầu lâu của nó chặt xuống thôn thiên tước mang theo phận uất và tức giận hóa thành một cơn mưa ánh sáng biến mất linh thân vẫn lạc cùng lúc đó tại nơi cuối cùng của biển cả một con chim khổng lồ màu đen nổi giận thân thể che khuất bầu trời dài không biết bao nhiêu vạn dặm nó trao lượn trong hư không ai giết linh thân của ta ta với ngươi không chết không ngớt đây là bản thể của thôn thiên tước nó cực kỳ tức giận cũng không biết đã chết trong tay một thiếu niên nó còn tưởng rằng đã bị một vị tôn giả tập sát trên biển nổi lên sóng gió chập trùng, một lão dao màu xám xuất hiện, dài không biết bao nhiêu, khủng bố vô cùng, một phần lộ ra trên mặt biển đã dài hơn hẳn một sơn mạch bát ngát. Cùng thời gian đó, tất cả các phương hướng đều có cường giả xuất hiện, một con bệ ngạn đứng vững trên vòng trời, toàn thân phát sáng, như một vị thần cổ dân tế bái. Bên ngoài vùng biển cấm kỵ không còn tĩnh lặng, tôn giả khắp nơi xuất hiện đợi kết quả, nghịnh đón linh thân trở lại, đương nhiên cũng vì chặn đánh người có thu hoạch trần thân bọn hắn không dám đi vào, vạn nhất chết ở bên trong thì thật không đáng. Thế nhưng sẽ không có người bỏ qua, cường đại như bọn hắn khi biết bảo thuật chân chính xuất hiện cũng thấy điên cuồng, đó là bảo thuật trí cường khiến cho thần ngay đến cung biến sắc. Giờ khắc này, vị tổ phụ coi như bình tĩnh của thiếu nữ áo tím Vân Hy cũng xuất hiện, thế thì càng không nói đến những người khác. Mấy vị tôn giả của Nam Vẫn Thần Sơn, Nghi Sơn, mà Linh Hồ đều lần lượt xuất hiện, một nhóm cường giả mạnh mẽ nhất hoang vực đều đã xuất động, chờ đợi kết quả, chờ đợi linh thân cùng hậu đại ở bên trong có thể có thu hoạch. Những người có thể hiệu lệnh hoang vực, thống trị vùng đất bao la đều tụ hợp nơi này, yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Mọi người vốn cho rằng có chân thân tôn giả tiến vào côn bằng sao, trên thực tế là không có, những người này đều đợi ở bên ngoài. Lúc này hào khí ở Bắc Hải cực kỳ khẩn trương, sinh linh trên biển đều yên lặng không dám lộ diện, vùng hải vực này quá khủng bố, từng luồng uy áp xuất hiện khắp nơi trận chiến chính thức sắp đến rồi bảo thuật côn bằng nếu như xuất hiện những người này tất nhiên sẽ đánh đến thiên băng địa liệt thậm chí nếu thần linh thời thượng cổ còn chưa chết cũng sẽ giáng lâm tại nơi này tranh đoạt bão tố sắp nổi lên hào khí càng lúc càng khẩn trương không ai hoài nghi trận chiến sắp tới sẽ khiến bắc hải sôi trào cửu thiên cũng sẽ bị đánh tan trí cường giả chân chính chiến đấu đủ khiến nơi đây lâm vào tận thế lúc này trong động phủ côn bằng chiến đấu vẫn đang tiếp tục trên tòa tế đàn, thân thể Thạch Hạo đã chịu nhiều vết thương, nó tuy rất cường đại, một đường đánh giết nhưng cũng sắp không kiên trì nổi nữa. Trong lòng thời dài, chẳng lẽ nó phải nhờ tiểu tháp để trốn thoát sao? Thế nhưng nó thật sự không cam lòng, đó là một cơ hội cứu mạng, nếu cứ lãng phí như vậy thì thật đáng tiếc, nó muốn tự tay giết ra ngoài. Trên thực tế những người này so với nó càng bất cam, nội tâm kinh hại khó nói nên lời, thiếu niên này thật lợi hại, giết chóc khắp nơi, cũng không biết nó đã chém chết bao nhiêu cao thủ. Chỉ riêng tôn giả cũng đã bị nó chém chết 4 năm người rồi, chết oan uổng. Những sự tình này nếu chuyển đi tất nhiên sẽ gây chấn động đại hoang, kỳ tài như thế quả xứng là một đời thiếu niên trí tôn, thanh danh của nó tất nhiên sẽ chuyển khắp đại địa rộng lớn. Không đúng, có chút cổ quái, ngay tại thời điểm Thạch Hạo muốn vận dụng tiểu tháp, nó cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ bởi vì nó không cam tâm, trong lòng vẫn muốn cố gắng một lần cuối, tay cầm khối nguyên thủy phủ cốt, đem những phủ văn nó quan sát được nhờ đi theo con đường tu luyện của côn bằng ra diễn giải. Tuy nó xem không hiểu, nhưng cũng có thể nắm bắt một chút hình thái bên ngoài, nó thúc giục lực lượng vào khối phủ cốt trong tay, muốn xem có kỳ tích phát sinh hay không. Nó cảm thấy có khi có thể kích phát thần uy nào đó cũng nên, dù sao bảo vật côn bằng lưu lại há là vật phàm, tất nhiên phải có dụng ý riêng. Ngay sau đó nó bỗng dưng ngẩn ngơ, bên trong khối phủ cốt này truyền đến một đoạn văn tự xuất hiện trong nội tâm nó, nói cho nó biết đây không phải là bảo thuật chân chính, chỉ ghi lại chưa đến một phần ba. Giờ khắc này thạch hạo thiếu chút nữa phát điên, liều mình quên cả sống chết, thiếu chút nữa mất mạng tại đây, cuối cùng chỉ nhận được một loại bảo thuật không trọn vẹn, nó thật sự không cam lòng. Trong lòng nó bùng lên một đoàn nộ hỏa, ba thành của bảo thuật có lẽ vẫn có thể chấn động thiên hạ, quét ngang hoang vực, thế nhưng vẫn kém xa so với kỳ vọng của nó. Bịch Ngay trong nháy mắt nó phân tâm, mấy vị tôn giả xuất ra pháp khí đánh thẳng lên bộ ngực của nó, trong tiếng răng rắc vang lên, thạch hạo tiếp tục bị thương, xương cốt bị đánh gãy. Đó là pháp khí thời thượng cổ, cường đại vô đại, không trực tiếp đánh nát nó tại chỗ đã xem như kỳ tích rồi, bởi vì nhục thể của nó thật mạnh mẽ. Doạt một thành chiến mô bay tới cơ hồ xuyên thủng thân hình nó, máu tươi phun ra, thạch hạo kêu lên đau đớn, nó lảo đảo lùi lại, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, mọi người vây quanh nó điên cuồng công kích. Thạch hạo con mắt lạnh lẽo, nhanh chóng ngăn cản, nó thật sự không cam lòng, sau đó gấp rút thúc giục phù văn vào bàn tay, muốn xem cho rõ tại sao truyền thừa chưa đủ một phần ba. Ừ. Ngay lúc đó khối phủ cốt côn bằng trong tay nó phát sáng, hơn nữa trung tâm của tế đàn nổ tung, đó là nơi trung bày bảo cốt trong tiếng âm âm truyền đến, từng dài ngân hà xuất hiện bao phủ cả tế đàn, khí tức thần thánh tràn ngập, việc này khiến cho người ta chấn động. Từng ngôi sao lần lượt xuất hiện, vô cùng hào hùng, giống như tinh tú trong vũ trụ giáng lâm xuống tế đàn, giống như trong thoáng chốc nơi đây xuất hiện tại giữa vũ trụ. Cùng thời gian đó, nguyên vốn là vị trí tế đàn lại xuất hiện một cái động, trên cửa động có khắc hai chữ hóa ma, tiếng gió dít truyền đến cực kỳ âm trầm và khủng bố. Đây là côn bằng hóa ma động, sau khi bắt được hung thú thiên giai còn có thái cổ thần linh nó sẽ ném vào trong này chấn áp đến chết mọi người sợ hãi không thể tưởng được hóa ma động trong truyền thuyết cũng xuất hiện mọi người đều cảm thấy sợ hãi cái động tối om từ bên trong truyền ra từng đợt âm thanh vào thét phẳng phất như vượt qua thời không trở lại thời đại thái cổ cùng với luồng ngân hà sáng trói bên trên so sánh cái động này giống như một cái lỗ đen như vực sâu địa ngục hình thành đối lập rõ nét mặc kệ những thứ này, trước tiên giết chết nó đi, mọi người lại lần nữa xông lên tấn công Thạch Hạo. Một đám người vọt lên tấn công, lúc này Thạch Hạo tựa hồ không thể kiên trì nổi nữa, nó bị đánh bay lên không, miệng phun máu, khối phủ cốt rời khỏi tay phân thành sáu khối bay khắp nơi. Mọi người xôn xao, lập tức điên cuồng đuổi theo những khối phủ cốt. Trạng thái của Thạch Hạo tựa hồ rất kém, đứng cũng không vững, thân hình không ngừng lảo đảo lùi lại. Người vẫn là xuống dưới đi, linh thân giao tôn già xuất hiện. Hắn xuất ra một trưởng đánh tới, cùng lúc đó một ít nhân vật lão tổ còn với tôn giả ra tay, cùng nhau xuất ra phủ văn đánh thạch hạo rơi xuống hóa ma động. Rất nhiều người thở dài, thiếu niên trí tôn rút cục đã được giải quyết, thật sự là không dễ dàng. Lúc trước một mình nó chém giết bao nhiêu cường giả, liền tôn giả cũng phơi mình mấy người. Hà hà rút cục cũng đánh chết nó rồi, có người thoải mái cười to, thiếu niên này khủng bố vô cùng, nếu như trưởng thành thì không có mấy người có thể áp chế nó dù là các tôn giả cũng thở một hơi nhẹ nhõm một khi thiếu niên trí tôn này thuận lợi quật khởi liền bọn hắn hơn phân nửa cũng phải cúi đầu chết như vậy thì không còn gì tốt hơn chém giết một thiếu niên trí tôn khiến cho mấy vị lão tổ trí cường giả đều có cảm giác chút được cánh nặng bởi vì áp lực từ nó quá lớn vô cùng khủng bố cũng có người cảm thấy tiếc nuối đáng tiếc cho một thiếu niên thiên tài như vậy giống như hoa quỳnh vừa nở triển lộ hào quang đã nhanh chóng ảm đạm cuối cùng trở nên khô héo thiếu nữ áo tím Vân Hy thở dài, hai từ hung tàn này thật đáng sợ, trên con đường tu hành có thiên phú không gì sánh được, kết quả lại chết yểu. Trên tế đàn mọi người hơi cảm khái một chút, nhưng ngay sau đó đều vui đầu trong chiến đấu kịch liệt, vì vậy nơi đây lại tiếp tục sôi trào, phủ cốt côn bằng phân thành sáu khối, mọi người điên cuồng kịch chiến muốn cướp đoạt. Trong hóa ma động, thạch hạo đang rơi xuống bên dưới, tiếng gió thổi qua tai, tuy nhiên nó không hề tức giận, thậm chí trên khóe miệng còn xuất hiện nụ cười vui vẻ nó cũng không phải đã sức cùng lực kiệt, nếu muốn nó còn có thể tiếp tục chiến đấu, chỉ là sau khi hiểu rõ bí mật trong khối phủ cốt của côn bằng nó liền có ý định muốn mượn tay bọn hắn đánh rơi xuống đây. Các ngươi cứ tranh đi, tốt nhất là đánh cho thiên băng địa liệt, tôn giả của thần sơn cũng bị cuốn vào, như vậy ta có thể dễ dàng thoát khỏi đây rồi. Thạch Hạo lau sạch máu nơi khóe miệng, vui vẻ nở nụ cười. Khoảng thời gian này, trong mắt mọi người ai mà đoạt được bảo thuật côn bằng thì sẽ trở thành cái đích ngắm của họ, Thạch Hạo vừa nãy lĩnh ngộ đầy đủ, nó đã trở thành kẻ thù chung của mọi người. Điều không phải thực lực nó mạnh mẽ, đổi lại là những người khác, cho dù là tôn giả thì cũng phải chết đi mấy lần rồi, không có bất cứ trường hợp ngoại lệ. Lúc này, bảo cốt thất lạc bị chia thành 6 miếng nên rất khó mà tập hợp lại đủ nhiều thế lực lớn tập trung ở đây, cũng có tôn giả giáng lâm, mỗi một phương có thể cướp được một miếng là tốt lắm rồi. Trên thực tế, mặc dù ngươi thật sự có khả năng tập hợp 6 miếng lại với nhau đi nữa thì cũng sẽ không thể nào biết được, đó cũng chỉ chưa tới 1 phần 3 truyền thừa mà thôi, hoàn toàn không phải là một thần thông đầy đủ. Thạch Hạo rất phấn khởi, hai năm trước nó đã bước lên con đường của côn bằng, càng ngày càng tiếp can với hoàn cảnh tu hành ở năm xưa của nó cho nên mới quan sát được những phủ văn kỳ dị ở bên trong thần sao. trong cuộc chiến đấu cuối cùng nó truyền những phủ văn vào hết trong côn bằng cốt đạt được bí mật vô cùng có giá trị không ngờ bảo thuật côn bằng chân chính lại ở trong hóa ma động nó mượn tay mọi người đẩy chính bản thân rơi xuống dưới chìm vào trong vực sâu quái dị này nó muốn đạt được môn thần thông cái thế hoàn chỉnh hoàn mỹ nhất đồng thời vừa hai bên trong vòng xoáy đáng sợ lần này lại hở ra không cần lo lắng về chuyện là kẻ địch của cả thế gian nữa có thể lường trước được những cặp mắt của mọi người trên tế đàn, bất kỳ là ai đạt được mấy miếng cốt kia thì sau này chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu sống. Cả đời không bao giờ an toàn trừ khi nhanh chóng quật khởi, làm cho thần linh cũng phải run rẩy. Cái động này rất sâu, xuyên thấu cả đáy biển cũng không biết bao nhiêu dặm, càng ngày càng tối, trong màn u tối phát ra từng tiếng hu hu, tựa như là những oan hồn thái cổ đang khóc lóc. Lục sau, hàng loạt bóng mờ xuất hiện, những tiếng kêu đầy thê thảm, dương nanh mùa vuốt gầm rú trong động u tối này, cứ như là xâm la địa ngục vậy. Rốt cuộc, khi rơi xuống thạch hạo lợi dụng bảo cụ lơ lửng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống. Dưới đáy động có chút ánh sáng màu xanh biếc, cứ như là con mắt của quỷ hồn, bên trong hóa ma động vô cùng vắng vẻ, tiếng gào thét càng nhiều hơn, giống như là thanh loan, còn giống như là bệ ngạn, hoặc là thôn thiên tước. Hiển nhiên đây tu là những hung thù thái cổ chân chính lưu lại, từng mạnh mẽ đến mức khiến cho cả thiên địa run dày. Đáng tiếc chúng nó đều chết hết, vô tình bị côn bằng tiêu diệt, hiện tại cũng chỉ còn lại những chấp niệm không tiêu tan mà thôi, ở trong này giống như là u linh không ngừng rơi la. Thế giới dưới đáy động vô cùng khổng lồ, một đường hầm nằm ngang dẫn tới nơi phương xa, thạch hạo men theo con đường này cất bước về phía trước, cảm giác ra đầu tê dại theo từng cơn. Nó nhìn thấy rất nhiều bóng mờ của hung thú thái cổ thiên giai, bọn chúng không ngừng gào thét. Năm đó côn bằng mạnh mẽ đến mức nào, đến tột cùng thì đã giết chết bao nhiêu cường giả trong thiên địa này, bất kỳ một tên nào sống tới hiện tại ở hoang vực thì đều sẽ trở nên vô địch. Gào Một con rắn chín đầu gào thét, lo lớn không biết bao nhiêu dặm, cái lưỡi rắn màu đỏ tươi, tanh hôi nồng nặc đang hướng tới nơi đây, khí thế kinh khủng khiến người khác phải run rẩy. Một tiếng huyết dài, một con ma cầm che kín cả bầu trời, va chạm với từng ngôi sao, cũng đang bay về nơi này. Gào, một con toàn ngây toàn thân luyện lời tia điện, một chân hạ xuống liền dẫm nát một tòa núi cao thái cổ kinh khủng ngập trời cũng đang dõi mắt nhìn về nơi đây. Thạch Hạo chấn động, đây đều là những bóng mơ nhưng lại vô cùng sống động, thậm chí cả khí tức cũng chuyển thẳng tới nơi đây, từ thời thái cổ vượt qua thời không mà tới. Những tên này đều là cường giả bị côn bằng giết chết, vô cùng nhiều, càng đi về trước thì càng khiến người khác choáng váng, cảm thấy ngay cả thần hồn cũng đang bốc lên từng làn khí lạnh, vô cùng căng thẳng. Đó là thời đại thế nào đây, cường giả như thế, vô thượng sinh linh nhiều như vậy cũng chỉ có thể chết oan, đây mới chính là quần hùng tranh bá, loạn thiên động địa nhen. Hóa ma động là một bại tha ma, từng truyền những kẻ địch bị bắt đều được trấn áp ở nơi đây, còn có những tàn cốt khi nó gạm xong liền ném xuống đây. Cuối cùng, những sinh linh này đều bị nó luyện hóa, toàn bộ thần cốt đều biến thành những vật liệu đỉnh cấp, bị nó cho vào một lò rồi luyện chế bình khí thậm chí có người còn đồn đại rằng thiên hoang của nó chính là được luyện chế từ thần cốt của vạn tộc, vì vậy không gì không xuyên thủng, dung hợp phủ văn mạnh nhất của chư tộc, chất liệu không gì sánh được. Đi vào bên trong, Thạch Hạo gần như sắp mất hết cảm giác, nó cảm nhận được sự mạnh mẽ của côn bằng, dọc theo đường đi những đốm lửa, thần cầm, hung thú kêu gào, mà trên mặt đất lại có những đống bột phấn màu trắng bóc. Nó biết đây đều là cốt phấn, là những thần cốt của trí cường giả bị con côn bằng tàn khốc thời thái cổ này luyện hóa rồi tiết ra, sau khi bị nó rút hết phủ văn và thần lực thì lưu lại. Có thể cũng chỉ có côn bằng ở cấp độ vô thượng trí tôn thì mới có thể mạnh mẽ rút lấy phủ văn nguyên thủy của người khác được. Cuối cùng, trong động đầy tối tăm và vắng vẻ này cũng xuất hiện thần linh, bọn họ đang gào thét, tràn đầy không cam lòng thế nhưng cũng chả làm gì được cả. Trên đất, vụn cốt trắng xóa ghi lại sự huy hoàng và khốc liệt của năm đó, thời đại thái cổ thật sự rất tàn khốc, mạnh mẽ như đám sinh linh này mà cũng không thể tránh khỏi cái chết. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có những phủ văn loái lên, vô cùng uy thế, đủ để nghiền nát tất cả, có thể khiến cho tôn giả cũng phải ngã xuống. Thạch hạo đi trên con đường của côn bằng, những phủ văn đạt được trước kia giờ phát huy tác dụng vô cùng vi diệu, một đường vận chuyển nên duy trì an toàn từ đầu tới cuối, chưa từng bị tiêu diệt. Cuối cùng, Thạch Hạo cũng tới phần cuối của hóa ma động, nơi này không có tạp âm, không có rắn chín đầu, bệ ngạn hay là đám sinh linh thần mà kêu rào, nơi đây rất yên tĩnh. Hai cánh cửa đá chặn đường, nhẹ nhàng đầy một phát liền mở ra, không hề ngăn cản Thạch Hạo, thế nhưng có thể nhìn thấy được những phủ văn dày đặc đang lấp lóe này không có chém giết nó gì cả. Bầu không khí nơi đây hoàn toàn khác hẳn, không còn âm u, không còn tối tăm, nơi đây là một thế giới sáng sủa, huy hoàng khắp trốn, khí tức thần thánh phả vào mặt vừa mới tới thạch hạo liền cảm giác được một luồng áp lực cả người muốn nứt ra vốn thân thể của nó đã rách nát rồi giờ thì càng thêm kinh khủng hơn nữa xương cốt kêu rôm rúc thân thể chảy đầy máu tươi đây là một căn nhà đá vô cùng lớn ở bên trong có một ao máu đỏ tươi và lấp lánh hừng hực như mặt trời giống như là đống kim cương bằng máu trồng chất lên nhau tình cờ bên trong ao máu đó bắn ra một luồng sáng đen đó chính là phù văn mạnh mẽ khiến cho cả thiên điện nơi đây phải run rẩy khủng bố vô biên văn côn bằng. Thạch hạo chấn động, vừa mới nhìn thấy thì nó liền biết, đây nhất định là bảo thuật cái thể trong truyền thuyết kia rồi, nó từng thấy một phần ba truyền thừa, cảm giác đó nó rất quen thuộc. Rốt cuộc, nó cũng thích ứng được với áp lực ở nơi đây. Dầm một tiếng, bên trong áo máu vọt lên cả hàng ngàn hàng vạn ký hiệu, một nửa là ánh vàng xé rách cả hư không, còn một nửa là ánh đen như vực sâu đen ngòm, sắp xếp cùng với nhau. Sau đó, toàn bộ ký hiệu bắt đầu hóa hình, leng keng leng keng, giống như là thanh âm kim loại vô cùng lạnh lẽo, cuối cùng nhanh chóng tổ hợp lại với nhau tạo thành một con côn bằng. Đây là trí tôn cổ cầm được tạo thành từ các ký hiệu, chúng giống như là có sinh mệnh vậy, ngạo thị chư thần, trấn áp thái cổ, bình nghiêm đến cực điểm. Côn bằng, truyền thừa dĩ nhiên là như thế. Thạch hạo khiếp sợ, toàn bộ phù văn của của bảo thuật này đều bị tinh luyện toàn bộ ẩn giấu ở trong áo máu này, vào thời khắc mấu chốt sẽ tái hiện và gây dựng lại. Ao ao ao. Tiếng vang nổi lên, toàn bộ ký hiệu tổ hợp lại rồi vọt thẳng vào trong áo máu lấp lánh kia, hóa thành một con cá màu đen thật lớn, vẫy đạp bên trong, tình cảnh vô cùng kinh người. Trong lúc nhất thời, cả người thạch hạo cứng đờ, đây mới thật sự là thần thông hoàn mỹ, nó đứng tại chỗ, thể ngộ các loại biến hóa vừa nãy, không ngừng diễn biến mô phỏng theo. Trong nháy mắt cứ ngỡ thời gian đã trôi qua cả trăm nghìn năm vậy cứ như thế nó ngây dại đứng trước ao máu giống như là hóa đá, thạch hạo chìm vào trong cảnh ngộ đạo sâu, cảm ứng các loại biến hóa. mãi cho tới rất lâu sau, một tiếng vù nhỏ vang lên, hàng ngàn hàng vạn phù văn lần thứ hai bay lên, lúc này thì nó mới bừng tỉnh. từng luồng ký hiệu này tới luồng ký hiệu khác bay lượn, hóa thành mưa ánh sáng, hay hóa thành chim bằng, hoặc hóa thành con ngư, từ trong hư không bay nhảy, nhấp nhô, pháp tắc lộ ra toàn bộ. thời khắc này thiên địa ầm ầm, thanh âm vang lên không dứt còn cứ như là khai thiên, trong căn nhà đá này xuất hiện từng sợi khí hỗn độn. Đây đều là những quy tắc do thần thông cái thể này tạo ra. Nó ẩn chứa bí mật của trừ thiên, trong lúc lưu chuyển có một dài ngôi sao buông xuống, rồi hết tinh cầu này lại đến tinh cầu khổng lồ khác xuất hiện. Vậy xung quanh con côn bằng đang chuyển động kia, phát ra những tiếng nổ rền vang. Cảnh tượng này quá mức chấn động, giống như là một vị trí tôn đứng sừng sững trong vũ trụ, thiên địa tứ cực, vũ trụ hồng hoang tất cả đều chuyển động xung quanh nó, vì nó mà sinh. Bên trong đôi mắt con côn bằng, năm tháng vô tận không ngừng trôi qua, có một chút quá khứ, thương hải tăng biển, muôn đời trôi giạt, vạn cổ xa xôi rồi từ từ biến mất. Khi nhìn kỹ lần nữa, trong con ngươi của côn bằng nhật nguyệt heo úa, đại tinh chết đi, ngân hà sụp đổ, thiên địa xóa bỏ, hỗn độn diệt vong, không gì sánh được. Thật sự thạch hạo đã bị chấn động quá mức, đây chính là côn bằng sao không thể là một trong thập hung thái cổ, loại bảo thuật này quả nhiên mạnh mẽ, ẩn chữ áo nghĩa của chư thiên, vô cùng dườm già. Thạch Hạo là một con người đam mê học hỏi, một khi tiến vào tu hành thì sẽ quên hết mọi thứ, năm đó khi tìm hiểu nguyên thủy chân dài cũng từng như vậy, tu hành đến miệng phun đầy máu tươi, ngộ đến mức tập trung vào trong hồ mà cũng không biết hiện tại nó lại say xưa, tinh thần và ý chí đều tập trung vào hư không, nhìn thẳng vào trong mảnh phủ văn kia, thỏa thích rút lấy những áo nghĩa vô thượng, thăm dò pháp môn trí cường. Nơi mi tâm của nó phát sáng, vòng xoáy màu vàng xuất hiện, giống như là hết thiên thần này tới thiên thần khác từ vực ngoại giáng lâm xuống. Nhảy mắt thu nhỏ lại rồi ngồi xếp bằng bên ngoài thân thể nó, không ngừng lầm bầm ở bên trong vòng xoáy màu vàng kia. Trong lúc nhất thời, thanh âm thần chú như là sấm sét, mình mông cuồn cuộn, chấn động càn khôn đó là phù văn của côn bằng đang hạ xuống tiến đến bên ngoài thân thể và dung hợp lại với nó như thế càng giúp nó tìm hiểu trải nghiệm dễ dàng hơn cuối cùng một tiếng chim hót vang lên trong thiên địa như có một tia chớp đánh xuống còn côn bằng trong hư không kia hoàn toàn nổ tung hóa thành vô số phủ văn nhằm thẳng hướng thạch hạo rồi tổ hợp lại trên người nó ánh vàng lấp lánh vô cùng trói mắt sau đó ánh đen lại xuất hiện từng sợi từng sợi hiện ở bên trong ánh vàng hóa thành những lốm đốm đây là một biến hóa thần dị truyền thừa của côn bằng hiện ra toàn bộ không hề để sót lại chút nào không phải chiếu rọi trong hư trông mà hóa thành những ký hiệu hữu hình toàn bộ xuất hiện ở trên người thạch hạo nếu mọi người có thể nhìn thấy thì nhất định sẽ khiếp sợ thời khắc này thạch hạo cứ như hóa thành một con côn bằng nó muốn dương cánh tích thiên nhằm phía vực ngoại đi vào bên trong vũ trụ minh mông kia lúc này vô số ký hiệu ngưng tụ kết hợp cùng với nó tổ hợp lại ở bên ngoài thân thể lập lánh hào quang, hóa xuất đạo thân. Thạch hạo cũng chưa có biến hóa, bản thể vẫn là hình người, chỉ là những ký hiệu màu vàng óng ánh kia, còn có ánh lên hạ xuống, ngừng tụ ở bên ngoài cơ thể nó, giống như được mặc lên một tầng chiến y thần thánh. Thời khắc này, một loại khí tức trí tôn đang tràn ngập, đè ép cả chín tầng trời.